Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải cái game Free Fire về trên máy tính. Có thể là mọi người sử dụng máy tính bàn này hay là máy tính laptop thì mọi người đều có thể là tải được cái game Free Fire về để mọi người chơi nhá. Thì để có thể là tải được cái game Free Fire về trên máy tính hay là laptop thì mọi người sẽ sử dụng cho mình một cái giả lập Android PC. Và trong cái video này mình sẽ sử dụng cái giả lập là LD Player mọi người nhá. Một giả lập khá là tốt, hỗ trợ máy tính cấu hình thấp này và hỗ trợ chơi game Free Fire vô cùng là tốt mọi người nhá. Rồi, đầu tiên thì mọi người sẽ vào cho mình một cái chỉnh duyệt, có thể là cốc cốc này hay là chôm. Nói chung là chỉnh duyệt là cũng được nhá. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cốc cốc này. Mình sẽ vào cốc cốc. Và mình sẽ vào cái trang chủ của LD. Thì link cái trang này mình sẽ để bên dưới mục mô tả cái video hoặc là mục bình luận video mọi người nhá. Mọi người click vào link ấy thì nó sẽ ra trang chủ của LD. Tiếp đến thì mọi người sẽ tải cho mình bộ cài về. Thì ở đây sẽ có hai phiên bản, một là LD9, hai là LD5 và cái mục là tất cả các phiên bản. Ở đây mình kích vào mục tất cả phiên bản nhá. Thì ở mục tất cả các phiên bản ấy thì nó sẽ có thêm mục là LD3 mọi người nhá. Thì LD3 dành cho máy tính cấu hình thấp này. Cực thấp luôn mọi người nhá. Còn LD5 là cho máy tính cấu hình tầm trung và LD9 là cho máy tính cấu hình cao. Thì máy tính mọi người cấu hình thấp thì mọi người tải LD3 cho mình, tầm trung thì tải cho mình LD5 và tầm cao thì tải cho mình LD9 nhá. Và ở đây mình sẽ sử dụng là 32 bit, 64 bit cũng được nhưng mà mình ít sử dụng, mình thường mình sử dụng 32 bit cho nó nhẹ mà nó vẫn chơi được tất cả các loại game mọi người nhá. Và mình sẽ chọn là LD5 32 bit, mình kích chuột trái vào đây thì nó sẽ bắt đầu tải bộ cài LD5 về mọi người nhá. Mọi người sẽ chờ cho nó tải về. Sau khi tải xong ấy thì mọi người sẽ kích chuột trái vào đây để cài nhá. Còn nếu mọi người không thấy bộ cài ở đây thì mọi người sẽ vào cho mình cái mục download nhá. Thì mình thường vào mục download bằng cách là nhấn phím Windows cộng phím E. Windows E này và mọi người sẽ vào cho mình mục download này và mọi người sẽ thấy bộ cài LD ở đây và mọi người sẽ kích chuột trái vào đây để cài nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kích chuột trái ở đây để mình cài này. Thường thì nó sẽ ở đây thôi. Mình sẽ chọn Z nhá. Bây giờ thì mình sẽ ẩn này xuống này. Mọi người tiếp tục chọn cho mình cái mục là cài đặt nhanh. Bây giờ thì mọi người sẽ chờ cho nó tải và cài ra máy tính. Sau khi tải và cài ra máy tính xong, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải cái game Free Fire về trên máy tính để mọi người chơi nhá. Sau khi cài xong, mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là trải nghiệm ngay. Bây giờ để tải được cái game Free Fire thì mọi người sẽ vào cho mình cái mục là System App này. Và mọi người sẽ vào cho mình cái mục là CH Play. Và mọi người sẽ đăng nhập cho mình cái tài khoản Google mình vào nhá. Ai mà chưa có tài khoản Google thì mọi người tạo ra một cái nhá. Ai mà chưa biết tạo thì mình cũng có làm một cái video hướng dẫn mọi người cách tạo một cái tài khoản Google rồi. Thì link video đó mình sẽ để bên dưới phần mô tả video này nhá. Rồi, bây giờ thì mình có rồi thì mình chọn là đăng nhập này. Và mình sẽ nhập cái tài khoản Google mình vào hay là tài khoản Gmail nhá. Nó là một thôi. Rồi mình chọn tiếp theo nhá. Mọi người sẽ nhập cái mật khẩu của mình vào. Sau khi nhập xong, mọi người chọn tiếp theo. Mọi người chọn tôi đồng ý này. Mọi người chọn Access cho mình nhé. Như vậy là chúng ta đã vào được cái cửa hàng Safe Play. Bây giờ thì mọi người tìm cho mình cái game là Free Fire. Ở đây thì mọi người cũng tải được cái game Free Fire Max nhé. Đây. Free Fire Max cũng tải được luôn. Đây. Mọi người chơi phiên bản nào thì mọi người chọn để tải nhé. Ở đây mình chọn là tải Free Fire thôi. Và chọn cạt này. Và bây giờ mọi người sẽ chờ cho nó tải về giả lập. Tí nữa mình sẽ vào game và hướng dẫn mọi người cách chơi nhé. Như vậy là mình đã tải và cài thành công được cái game Free Fire này ở trên máy tính rồi đó. Bây giờ mình có thể chơi luôn rồi. Và mình sẽ tắt đi.
và game Free Fire nó sẽ ở đây. Thì mỗi lần chơi thì mọi người sẽ mở cái giờ lên và vào đây để chơi nhá. Thì trước khi vào chơi mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thiết lập và tối ưu giả lập để mọi người chơi cho nó mượt mà nhá. À, mọi người sẽ vào cho mình cái mục menu này và chọn là cài đặt này. Máy tính của ai ấy mà chưa bật VT ấy, mà nó yêu cầu bật VT thì mọi người bật lên nhá. Thì mình cũng có làm một cái video hướng dẫn mọi người cách bật VT rồi. Link video đó mình sẽ để bên dưới mô tả video này nhá. Rồi, đầu tiên là mục lưng cao. Thì mục độ phân giải ấy, thì máy tính cấu hình cao thì mọi người để mắc cho mình luôn. Còn cấu hình tầm trung thì mọi người sẽ để là 1600 hoặc là 1280, hoặc cấu hình thấp ấy thì mọi người sẽ để cho mình là 960 nhá. Ở đây thì mình sẽ để là 1600 này. CPU và RAM thì mọi người không cần phải chỉnh gì hết, nó tự tối ưu chúng ta rồi. Và cái mục là quản lý đĩa cũng không làm gì hết này, không cần phải làm gì. Tiếp đến sang mục model thì mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là RAW Full 2 nhá. RAW Full 2 chơi là tốt nhất rồi. Tiếp đến là sang mục là cài đặt game. Mọi người sẽ cấu hình cao ấy thì mọi người sẽ chọn cho mình max luôn. Còn cấu hình thấp thì mọi người để 60 thôi. Còn cấu hình cao thì mọi người chọn max cho mình. Và hoặc là mọi người chọn phù hợp là được. Ở đây mình chọn là 240 fps, ấn đồng ý này. Và sau khi chúng ta thiết lập xong thì mọi người sẽ ấn lưu cho mình và ấn reset ngay nhá, để cho nó nhận thiết lập. Bây giờ thì mình sẽ vào cái game Free Fire để hướng dẫn mọi người chơi nhá. Anh em chú ý là ai mà cài phần mềm UDK thì mọi người tắt trong lúc mình chơi nhá, để cho nó không bị khựng khi mà chúng ta di chuyển. Bây giờ thì mọi người sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình vào thôi. Có thể là tài khoản Facebook, hoặc là tài khoản Google, tài khoản VK, tài khoản Twitter, tùy mọi người nhá. Anh em có tài khoản gì thì đăng nhập vào nhá. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập tài khoản Facebook của mình thôi. Và mình sẽ nhập tài khoản và mật khẩu vào. Mình chọn đăng nhập thôi. Chọn tiếp tục nhé. Như vậy là mình đã vào game thành công rồi này. Và mình ấn nhận quà khi mà lâu không chơi. Được nhận quà. Tắt đi. Đó, thì đây là link của mình. Thì trước khi vào chơi thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thiết lập như ở trên điện thoại thôi. Click vào đây. Mọi người có thể là chỉnh độ nhạy này. Độ nhạy thì mọi người có thể là chỉnh 65, 90. Đây mình hay để 90 hết. Súng ngắm thì cứ để nguyên thôi. Nhìn cũng vậy thôi. Điều khiển này thì mọi người cũng có thể là chỉnh tùy theo cấu hình nhá. Đó. Tự động nhặt này, đồ họa. Cấu hình cao thì để cao, còn cấu hình thấp thì để thấp thôi. Tùy mọi người nhá. Âm thanh tùy mọi người tùy chỉnh thôi. Ở đây thì mình sẽ tắt cái nhạc nền đi. Rồi, bây giờ mình sẽ vào điều khiển này. Và chọn là tùy chỉnh giao diện này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể là chỉnh lút mọi người nhá. Mọi người sẽ vào cho mình cái biểu tượng này này. Đây, điều khiển bằng bàn phím này. Thì nó đã cài sẵn chúng ta rồi. Thiếu cái gì thì chúng ta tự tự thêm vào mọi người nhá. Như đây này, mình thấy nó thêm một số những cái chức năng nữa này. Là đây là chưa cập nhật thì mọi người tự thêm vào. Thêm thì cũng đơn giản thôi. Thì mọi người có thể là kích chuột trái vào đây. Đó. Và nhập ở trên cái bàn phím của mình. Cái nút ở trên bàn phím ấy. Ví dụ ở đây mình xem có nút gì nào. Ví dụ ở đây mình sẽ thêm cái phím là phím P đi chẳng hạn. Đó. Nếu mọi người trùng ấy thì mọi người phải chỉnh sửa lại nhá. Đây. Ở đây là không trùng rồi này. Và mình sẽ giới thiệu qua này. Phím A để di chuyển ạ. A, W, D, S là di chuyển. Đây là Q. Cái này mọi người có thể thay đổi hoàn toàn mọi người nhá. Q là để ném bom này, còn cái này là để ấy đây, bom keo này, ship để chạy nhanh này, và control là để có thể là
ẩn con trò chuột để mọi người điều khiển cho nó dễ hơn này. Ngồi là C, ngồi là C nhá. Ở đây thì mình hay chỉnh cái này là 65 hoặc là 70 tùy mọi người. Và tùy con chuột đấy, tùy con chuột mới dùng. Nói tạm thời thì ổn rồi. Mình cũng không chỉnh gì nhiều đâu. Mọi người muốn chỉnh thì mọi người chỉnh nhá. Và sau khi mọi người chỉnh xong mọi người ấn lưu thôi. Và bây giờ mình sẽ quay ra ngoài nhá. Mình sẽ vào vào luyện tập đi nhá. Bây giờ mình sẽ vào luyện tập để mình test cho mọi người nhá. Huấn luyện này. Và bắt đầu nhá. Phóng to ra ấy, thì mọi người ấn F11 cho mình. Đấy, thu nhỏ thì ấn F11. Đây nhá. Ẩn con trò chuột ấy thì là ấn Ctrl này. Đó. Và mọi người thấy không? Ở trên cái màn hình này nó có các nút hiển thị trông khá là rối mắt. Khi mà mọi người quen nút rồi thì mọi người kích vào đây và tích chọn vào đây này và ấn lưu thì nó sẽ không hiển thị nút nữa nhá, cho đỡ rối mắt mọi người ạ, trông rối mắt lắm. Mình sẽ mua tạo một khẩu súng đi. Rồi, đấy, mình chơi thử mọi người nhá. Đó, bắn cũng rất là dễ thôi, rất là mượt mà. Ui, lâu lắm không chơi mọi người ạ, nên là bắn nó cũng hơi khó mọi người nhá. Nhưng mọi người chơi quen rồi thì nó cũng dễ thôi. Ui, đứng đây nguy hiểm quá. Đó, headshot ngay. Mình chỉnh độ nhạy. Cái này độ nhạy mọi người có thể chỉnh cao lên ở cái chỗ Y này nhá. Đây này, mọi người có thể là chỉnh cao lên được nhá. Ở đây thì mình chỉnh nó 65 chắc là hơi thấp. Mình cho 70 thì kéo nó sẽ dễ hơn thôi. Không có gì cả. Đó. Thấy chưa? Ui. Ui. Rồi, như vậy là mình đã hướng xong cho mọi người cách tải và cài đặt cái game Free Fire về trên máy tính. Ai mà sử dụng laptop thì mọi người cũng có thể là tải về được để có thể là chơi được cái game Free Fire này ở trên chiếc laptop của mình nhá. Thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Bye bye.